Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình thời sự 18:30 tối nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen chủ động trong công tác chống cháy rừng. Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội báo cáo việc xén đất công viên làm bãi đổ xe. Trong phần tin thế giới, Điện Kremlin công khai thu nhập của Tổng thống Nga Putin. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 16 tháng 4, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Mai Văn Nhiều đã chủ trì buổi họp báo nhằm thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019 với sự tham gia của các cơ quan báo chí trung ương địa phương và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Một trong những chủ đề được rất nhiều phóng viên báo chí quan tâm là vấn đề giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Phước Đông, huyện Cần Đước. Sau 12 năm triển khai chậm trễ, bao giờ sẽ bàn giao quỹ đất sạch? Dự án phân lô bán nền của công ty Phúc Thịnh ở Đức Hòa đã có chủ trương chưa? Tình trạng đoàn xe quá tải trên tuyến đê Trường Long, huyện Cần Giuộc sẽ chấn chỉnh, khắc phục như thế nào? Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, nhiều phóng viên đã câu hỏi về tình trạng vận động đóng góp, bạo lực học đường, việc xã hội quá, phổ cập bơi cho học sinh như thế nào? Ngoài ra, một số vấn đề khác về chương trình ứng dụng công nghệ cao đối với con bò thịt, bệnh nhân sốc phản vệ tại Bệnh viện Đa khoa Long An cũng được nhiều phóng viên quan tâm đặt câu hỏi. Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Mai Văn Nhiều ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua. Đồng thời, ông mong muốn phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Long An tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra trong quý 2, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 gắn với kế hoạch cải thiện BCI cùng một số lĩnh vực khác. Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội trong quý 1. Dù gặp nhiều tồn tại hạn chế, nhưng tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Thưa quý vị, với phương châm cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, thời gian qua, thành phố Tân An đã kiến nghị cắt giảm các điều kiện thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Nổi bật trong năm 2018, thành phố Tân An đã tập trung rà soát thủ tục hành chính, đề xuất văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cắt giảm thời gian giải quyết 33 thủ tục thuộc 15 lĩnh vực đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã, 28 thủ tục thuộc 9 lĩnh vực đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố còn đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong công tác cải cách hành chính, bước đầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực như thực hiện thí điểm hoàn thiện giấy tờ tùy thân cho công dân ở khu phố Bình Cư 1, phường 4, triển khai việc trả thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp tại nhà trên địa bàn toàn thành phố, thực hiện cách làm mới trong tổ chức kiểm tra công vụ, xây dựng công cụ kiểm soát công việc của công chức. Ngoài ra, với sự ra đời và đi vào hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố đã góp phần quan trọng trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông đúng quy định. Trong năm 2018, số lượng hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là trên 31.000 hồ sơ, đạt hơn 99%, tăng hơn 4% so với năm 2017. Với sự đột phá quyết liệt trong khâu cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tác phong, sửa đổi lề lối làm việc, thành phố Tân An đang từng bước chuyển sang nền hành chính phục vụ. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 355 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 và thay thế quyết định số 370 ngày 3 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8% một năm. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Theo Nghị định số 100, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7, điều 49 của luật nhà ở. Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng và thời hạn cho vay thấp hơn. Trên địa bàn huyện Bến Lức hiện có 1.017 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,5% số hộ dân trong huyện. Số hộ cận nghèo là 881 hộ, chiếm tỷ lệ 2,08%. Có 60 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gần 300 người khuyết tật các dạng đang cần sự hỗ trợ, chăm sóc của các cấp các ngành và cộng đồng xã hội. Huyện Bến Lức đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người, mọi giới về sự cần thiết phải chung tay giúp đỡ các đối tượng trên vượt qua khó khăn trên tinh thần lá lành đùm lá rách và thương người như thể thương thân. Đặc biệt là đóng góp tiền quà, hiện vật giúp đỡ đối tượng thông qua các chương trình nhân đạo, từ thiện xã hội mà các hội đoàn thể trong huyện vận động. Huyện cũng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các đối tượng bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, neo đơn, như chương trình hoạt động trợ giúp về y tế, chương trình trợ giúp về đi lại, chương trình trợ giúp nhằm cải thiện sinh hoạt, chương trình hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tại các xã xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể thăm hỏi, giúp đỡ hàng trăm lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ trên địa bàn với tổng kinh phí trên 3,1 tỷ đồng. Trong đó nổi bật là các chương trình như địa chỉ nhân đạo, nâng bước đến trường, món quà yêu thương, phẫu thuật mắt, thay thủy tinh thể miễn phí cho bệnh nhân nghèo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo mọi người. Điều trị bệnh cho bệnh nhân HIV/AIDS phải thực hiện liên tục và suốt đời. Vì vậy, việc chính thức đưa thuốc ARV vào danh mục thuốc được bảo hiểm chi trả được xem là chính sách nhân văn của nhà nước nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho người nhiễm HIV giảm gánh nặng khi điều trị và chữa bệnh. Việc chuyển điều trị ARV qua bảo hiểm y tế đang được tỉnh Long An quan tâm triển khai thực hiện. Từ ca nhiễm HIV phát hiện vào tháng 8 năm 1993, đến nay toàn tỉnh có hơn 5.000 người nhiễm HIV, trong đó có hơn 1.700 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được điều trị ARV tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh. Hiện tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế chiếm khoảng 97%. Từ năm 2019 thì theo chủ trương của Bộ Y tế thì tất cả các điều trị ARV thì đưa vào bảo hiểm y tế. Và vì vậy, để được điều trị liên tục và đạt kết quả tốt thì bệnh nhân phải tự nguyện và phải chủ động mua bảo hiểm y tế để được điều trị liên tục. Thì qua đó sẽ thực hiện tốt cái mục tiêu 90-90-90. Nếu mà đạt được kết quả này thì sẽ tiến tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Việc tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế của các bệnh nhân nhiễm HIV sẽ giúp công tác điều trị thay đổi theo hướng tích cực, thuận lợi và bảo mật. Trong thời gian tới, tỉnh Long An tập trung rà soát, tuyên truyền, vận động những đối tượng nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ, đồng thời kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, tăng cường hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để những bệnh nhân HIV/AIDS được chăm sóc và điều trị hiệu quả. Ban điều hành chương trình Cùng Nông Dân ra đồng tỉnh Long An và Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang vừa tổ chức sơ kết chương trình Cùng Nông Dân ra đồng vụ đông xuân 2018-2019 và triển khai kế hoạch hoạt động vụ hè thu năm 2019. Tính đến nay, toàn tỉnh Long An có 156 điểm trình diễn tại các huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Kiến Tường, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Huệ và Đức Hòa với tổng diện tích 212 hectare. Nông dân tham gia chương trình đã giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật khoảng 200.000 đồng một hecta, lượng phân bón giảm khoảng trên 1.600.000 đồng cho mỗi hecta, năng suất cao hơn ngoài mô hình 150 kg một hecta, do lợi nhuận cao hơn 3.600.000 đồng một hecta so với nông dân ngoài mô hình. Ngoài ra, người nông dân trong mô hình đã giảm được lượng giống gieo xạ xuống còn 130 kg một hecta so với bên ngoài 150 kg một hecta. Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận lên tới 82% so với bên ngoài là 45%. Với kết quả đạt được, vụ lúa hè thu năm 2019, mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai tại các huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Kiến Tường, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Huệ với 140 điểm trình diễn. Diện tích dự kiến triển khai là 185 hectare. Dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An cũng đã ra quyết định thành lập ban điều hành, tổ hỗ trợ chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng vụ hè thu năm 2019. Thời gian qua, nhiều hộ ương nuôi cá tra giống khu vực Đồng Tháp 10 của tỉnh bị thua lỗ, không chỉ vì giá cả sụt giảm mạnh mà còn do dịch bệnh. Đa phần các ao nuôi đều không đạt năng suất, tỷ lệ hao hụt rất lớn.
Nguyên nhân dẫn đến cá bị nhiễm bệnh là do hầu hết các hồ nuôi chưa có ao lắng, đầu vào và ra. Nguồn nước thải từ ao nuôi xả trực tiếp ra kênh rạch mà không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Nhất là những ao bị nhiễm bệnh có chứa trùng bánh xe, trùng loa kèn, nấm, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Để hạn chế mầm bệnh xâm nhập phát sinh và gây hại, ngành thủy sản khuyến cáo người ươm nuôi cá tra giống cần thực hiện tốt một số biện pháp cải tạo ao trước khi thả cá bột. Theo đó, ao nuôi phải gần nguồn nước cấp vào, có chất lượng tốt và chủ động, cần có ao lắng, đầu vào và đầu ra. Kế đến là tháo cạn nước trong ao và hút bùn đáy, phơi ao và sử dụng các biện pháp diệt tạp, khử trùng. Bên cạnh đó, người nuôi có thể dùng thức ăn đã ủ bằng các sản phẩm vi sinh tạt trực tiếp vào ao nuôi trước khi thả cá bột từ 3 đến 5 ngày để tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá. Đồng thời, hộ nuôi cần thường xuyên kiểm tra môi trường nước. Điều đặc biệt quan trọng nữa là người nuôi phải chọn mua cá bột đạt chất lượng tốt từ các cơ sở uy tín, thả nuôi với mật độ vừa phải, chọn thời điểm thích hợp thả cá bột để giúp cá thích nghi, không bị sốc nhiệt, giúp người nuôi cá đạt năng suất và hiệu quả cao, hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh. Thưa quý vị và các bạn, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, huyện Tân Hưng hiện trực tiếp quản lý bảo vệ rừng vùng lõi có diện tích gần 2.000 hectare thuộc địa phận xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng. Mùa khô hàng năm, trong khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen có nhiệt độ không khí cao, ẩm độ thấp. Đây là môi trường thuận lợi gây ra cháy rừng nếu không kiểm soát được lửa. Nhất là hiện tượng El Nino ngày càng phức tạp, khó lường là nguyên nhân gây hàng tháng cháy rừng trên diện rộng. Khu bảo tồn đất mới hen xác định cái nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy rừng là nhiệm vụ một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đơn vị cũng tổ chức là thực hiện đi cam kết trên 200 hộ dân xung quanh khu bảo tồn để cam kết về phòng chống cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó thì đơn vị đã củng cố lại ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng của đơn vị cũng như là phân công nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị, đồng thời thành lập 3 cái tổ để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Trong công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen chủ động phối hợp chặt chẽ với các xã vùng đệm tiến hành rà soát các đối tượng thường xuyên xâm nhập vào rừng trái pháp luật để có kế hoạch tuyên truyền giáo dục nhằm cảm hóa đối tượng không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Có 100% hộ dân trong khu vực đã ký cam kết phòng cháy chữa cháy rừng với hơn 200 hộ. Rừng là tài nguyên thiên nhiên của quốc gia thì mình cũng nên là tham gia bảo vệ. Cũng như là mình nên cảnh giác, nếu mà có sự cố thì mình cũng nên động viên các bà con trong tổ, trong nhóm để tham gia phòng cháy chữa cháy. Tổ chức phân công, đôn đốc các viên chức và người lao động trong đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm tra địa bàn, bảo đảm có mặt 90% công chức viên chức và người lao động trực 24/24. Cùng với công tác tuần tra, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen còn thực hiện kiểm tra định kỳ các thiết bị phục vụ chữa cháy. Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen hiện có 4 máy chữa cháy chuyên dụng với gần 5.000 mét ống dây cùng một số thiết bị khác như 10 tắc ráng, 1 cano, 7 chốt canh. Cần tăng cường công tác tuần tra kiểm tra, kiểm soát người ra vào rừng, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Ngoài ra thì hàng tuần đơn vị cử 2 cán bộ cùng với khu bảo tồn thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm tra phòng cháy rừng mùa khô năm 2019. Vào tháng 7 năm 2016 đã xảy ra một vụ cháy làm thiệt hại 2 hectare đồng cỏ tại tiểu khu 6. Thời điểm cháy, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen đã huy động lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ dập tắt đám cháy trong 2 giờ. Chương trình được tiếp tục với một số thông tin khác. Thưa quý vị, đề xuất sáng đất công viên Cầu Giấy làm bãi đổ xe, trung tâm thương mại của một doanh nghiệp tư nhân đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều cư dân sống xung quanh công viên. Trước phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí, mới đây Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng vừa có ý kiến về việc xử lý phản ánh kiến nghị của một số công dân về vấn đề này. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn phản ánh kiến nghị của một số công dân đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để kiểm tra xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, thì doanh nghiệp này đã xin xén 1,45 hectare đất của công viên Cầu Giấy để thực hiện dự án bãi đổ ngầm kết hợp với trung tâm thương mại. Chủ trương này đã được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hướng tới 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, sáng nay, 16 tháng 4, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc triển lãm sách với chủ đề Công an Nhân dân làm theo lời Bác dặn và phát động phong trào đọc sách trong Công an Nhân dân.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Tại triển lãm, gần 9.000 đầu sách và các thiết bị thư viện hiện đại tập trung vào các chủ đề như Công an nhân dân thực hiện di chúc của Bác Hồ, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, các đề tài công trình nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân được trưng bày sinh động. Với chủ đề Công an nhân dân làm theo lời Bác dặn, triển lãm nhằm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi sách đến cán bộ, chiến sĩ, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong Công an nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách, nâng cao nhận thức, định hướng cán bộ, chiến sĩ về giá trị của sách, tuyên truyền đẩy mạnh phong trào đọc sách và học tập suốt đời của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Phát biểu tại triển lãm, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các ủy lãnh đạo các đơn vị địa phương cần tiếp tục coi trọng và quan tâm hơn nữa việc tổ chức thực hiện tốt phong trào đọc sách, phát triển sâu rộng văn hóa đọc tại đơn vị địa phương mình, tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ quan tâm đến sách, hình thành thói quen đọc sách để xây dựng văn hóa đọc trong Công an nhân dân, kiện toàn xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc, tủ sách và nâng cao chất lượng hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nguồn vốn, tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của từng địa phương, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp ở Hà Nội vào sáng nay. Để nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng đặc thù nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đáp ứng vốn vay cho sản xuất kinh doanh, thời gian tới, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ tín dụng, mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tỉnh thành phố để tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp. Với nỗ lực của hệ thống ngân hàng, dư nợ tín dụng trong 3 tháng đầu năm riêng địa bàn Hà Nội, tổng nguồn vốn quy động của các tổ chức tín dụng tăng 2,61% so với cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng đạt hơn 523.000 tỷ đồng.